Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm ước đạt 733.000 tỷ đồng, bằng 43,1% dự toán, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, thu nội địa ước đạt trên 629.000 tỷ đồng, bằng 43,6% dự toán, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2023. Thu nội địa 4 tháng đầu năm đạt khá, chủ yếu do các doanh nghiệp đã tạm nộp 3 5 ký nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Lợi nhuận còn lại nên thu thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt 56,5% dự toán, thu cổ tức và lợi nhuận còn lại ước đạt 44,8% dự toán. Bên cạnh đó, tranh lệch thu chi, ngân hàng nhà nước đã nộp ngân sách trên 31,8 nghìn tỷ đồng, thu từ sổ số, số kiến thiết ước đạt 51,1% so với dự toán. Nếu lại trừ các nguồn thu này, thì các nguồn thu còn lại 4 tháng đầu năm ước đạt khoảng 35,8% dự toán. Còn lại là các nguồn thu từ dầu thô hoạt động xuất nhập khẩu. Về số thu trên địa bàn, Ước tính có 25 trên 63 địa phương thực hiện thu nội địa 4 tháng đạt trên 40% dự toán. 54 trên 63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ.